Thưa quý vị, khi công nghệ thông tin phát triển, sẽ kéo theo sự phát triển của nhiều hoạt động ở các lĩnh vực khác, đặc biệt là trong sản xuất kinh doanh các ngành nghề dịch vụ. Theo các chuyên gia thương mại, năm 2018 là thời điểm vàng của thương mại điện tử, khi đa số người tiêu dùng đã trở nên quen thuộc mua sắm trực tuyến. Thống kê từ Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho thấy, gần 1/3 người sử dụng Internet để mua sắm online, với chi tiêu trung bình $160 một người một năm. Doanh nghiệp đã nắm bắt và tiếp cận xu hướng phát triển này như thế nào? Đó là nội dung chính của chương trình Hành trình phát triển phát sóng ngày hôm nay. Thành tựu công nghệ thông tin đã và đang được ứng dụng vào hoạt động quản lý và kinh doanh. Đó chính là mô hình thương mại điện tử. Trong khi hội nhập kinh tế ngày càng trở nên sâu rộng, sự cạnh tranh trên thị trường gay gắt, thì thương mại điện tử là một trong những phương thức để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Với ưu thế giảm chi phí sản xuất, bán hàng, tiếp thị, rút ngắn thời gian giao dịch với khách hàng, giúp doanh nghiệp tìm kiếm, liên lạc với đối tác một cách dễ dàng và thuận lợi hơn, mà không phụ thuộc vào vị trí địa lý. Thực tế cho thấy, thương mại điện tử đang là mô hình kinh doanh có mức tăng trưởng mạnh mẽ, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế hiện đại, nhờ phát huy thế mạnh về tiện lợi cho những người bận rộn. Có thể nói rằng là ngày nay nếu mà không có cái công cụ của Internet cũng như thương mại điện tử thì doanh nghiệp có khó có khả năng để tiếp cận được với cái lượng khách hàng rộng rãi cũng như là các lượng khách hàng mới. Vì chúng ta kinh doanh truyền thống thì chúng ta chỉ nhìn vào những cái doanh nghiệp tức là khách hàng hiện hữu thôi. Nhưng nếu mà để mở rộng đối tượng khách hàng cũng như để tăng cái thời gian để phục vụ cho khách hàng thì thương mại điện tử mang lại những hiệu quả như là giúp cho người ta có thể mua hàng của các doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi, đúng không ạ? Và thứ hai là cái công cụ để hỗ trợ nó cũng tốt hơn và mua hàng nó nhanh hơn, người ta tìm được cái lựa chọn, tức là có thể có nhiều thông tin để tìm lựa chọn sản phẩm tốt hơn, và cũng như là cho cái doanh nghiệp có cái khả năng tiếp cận đến cái nhóm khách hàng phù hợp. Với thương mại điện tử, tất cả các hoạt động kinh doanh có thể tiến hành trên phạm vi cả nước và nước ngoài. Sản phẩm của doanh nghiệp có thể dễ dàng được khách hàng biết đến thông qua Internet. Khách hàng trong và ngoài nước có thể tìm hiểu về doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp bất cứ khi nào họ muốn. Bên cạnh đó, thương mại điện tử còn là công cụ giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, khắc phục những điểm bất lợi để cạnh tranh ngang bằng với những doanh nghiệp có quy mô lớn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường, đồng thời giúp các khu vực chưa phát triển có cơ hội nhanh chóng mở rộng trao đổi thương mại. Doanh nghiệp mà muốn tham gia vào cái hoạt động thương mại điện tử, đầu tiên họ phải xác định được là xem đối tượng khách hàng của họ là ai. Từ cái đối tượng khách hàng đó họ phải xây dựng cái chiến lược cho phù hợp, ví dụ như là về nội bộ họ, về nhân sự, về nguồn nhân lực, về tài chính, về quảng bá. Và thứ hai đấy là yếu tố là họ xây dựng cái thương hiệu của họ. Và thứ ba là khi mà họ làm cái vấn đề marketing thì cũng phải chú ý đến tập khách hàng của mình cho nó phù hợp. Và thứ tư nữa đấy là sau khi họ đã có hiện diện trên môi trường thương mại điện tử rồi thì để mà mang lại hiệu quả cho khách hàng thì phải nghĩ đến những cái vấn đề như là vận chuyển, giao nhận, thanh toán làm sao cho thuận tiện nhất cho khách hàng. Và cuối cùng là sau tất cả những cái đó thì cái công tác sau bán hàng, hoàn thiện sản phẩm, hoàn thiện thương hiệu để đẩy mạnh cái sản phẩm của mình ra thị trường, đấy là cái bước mà tôi nghĩ là doanh nghiệp cần phải chuẩn bị. Có rất nhiều cách thức để và như nhiều cái lộ trình khác nhau để doanh nghiệp thậm chí là siêu nhỏ có thể tham gia vào thương mại điện tử. Tôi lấy ví dụ doanh nghiệp có thể từng bước là giai đoạn đầu họ chưa có kinh phí để xây dựng website, chưa có con người để vận hành thì họ có thể là tham gia vào các mạng xã hội, hoặc là họ có thể cử những cán bộ kinh doanh không nhất thiết phải có yếu tố kỹ thuật là tham gia vào các sàn thương mại điện tử khác để giới thiệu, quảng bá sản phẩm và bán sản phẩm trên đó. Và như vậy là chúng ta thấy rằng là không nhất thiết chúng ta phải chuẩn bị một những cái lực lượng con người hùng hậu để cho thương mại điện tử, mà chúng ta có thể gì ạ, sử dụng những cái nguồn lực sẵn có để giới thiệu ở mức độ nào đó, thì có thể là trên các mạng xã hội nhưng có thể tham gia bán trên các sàn thương mại điện tử, hoặc là nếu mà có điều kiện hơn thì chúng ta có thể tự xây dựng website riêng và vận hành và có những chương trình quảng bá riêng cho website. Việc áp dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh là một xu thế tất yếu của quá trình phát triển hiện nay. Nhiều doanh nghiệp của tỉnh đã thực hiện kinh doanh thương mại điện tử.
Chúng tôi cũng rất là quan tâm đến cái vấn đề này, bởi vì sao? Thứ nhất là khi tham gia, công ty sẽ được một cái kênh quảng bá thương hiệu rất là hiệu quả. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ tiết kiệm được cái chi phí. Và cái thứ ba nữa là có thể phát triển sản phẩm nó đa dạng. Mình đã tiếp cận với cái thương mại điện tử thì chị thấy là cái hiệu quả bước đầu đó mang lại cho doanh nghiệp chúng ta như thế nào? Hiện nay thì cái sản phẩm Yến Xào Yến Loan đã tham gia vào các cái kênh của thương mại điện tử, ví dụ như là website hay là Zalo, Facebook, và đặc biệt là các cái sàn thương mại điện tử là Shopee và Tiki. Khi mà liên kết với lại Shopee và Tiki á, thì thật sự là thấy rất là hiệu quả. Công ty có thể mà có được cái chính sách free ship của bên Shopee để mà giảm cái chi phí vận chuyển. Còn đối với lại Tiki á, việc giao hàng nhanh trong vòng 2 giờ á, nó đáp ứng được cái tâm lý hứng khởi khi mà mua hàng của khách. Thực ra thương mại điện tử là cái bước mới của cái kinh doanh toàn cầu. Thì đó là một cái mà tất cả doanh nghiệp cần phải quan tâm. Thực ra hiện nay thì công ty của Nghĩa cũng đang kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử. Từ cái giai đoạn mà tiếp cận khách hàng cho đến là bán hàng rồi vận chuyển thu tiền, tất cả đều trên nền tảng thương mại điện tử. Doanh nghiệp của chúng ta tiếp cận với cái hoạt động thương mại điện tử thì bạn có thấy nó khó khăn như thế nào? Thật ra thì cái thương mại điện tử nó đòi hỏi cái doanh nghiệp phải năng động để tiếp cận cho nó sớm, thứ hai nữa là tiếp cận cho sâu về cái thương mại điện tử. Còn cái hỗ trợ thì cần thiết có những lớp đào tạo chuyên sâu về thực hành cái thương mại điện tử để cho doanh nghiệp nắm được, có thể ứng dụng được và vận dụng nó trên cái kinh doanh của mình. Mới đây, Sở Công Thương Tây Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp Tây Ninh, Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh đã phối hợp với Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kiến thức về thương mại điện tử cho cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước và cán bộ quản lý, nhân viên tại các doanh nghiệp. Qua lớp tập huấn, các học viên đã có được những kiến thức cơ bản về thương mại điện tử và áp dụng những kiến thức vào thực tế sản xuất, kinh doanh tại đơn vị mình. Thưa chị cho biết là cái doanh nghiệp của chúng ta là quan tâm như thế nào về cái thương mại điện tử ạ? Dạ, chào chị. Thì trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay thì về vấn đề về thương mại điện tử đang là một vấn đề đang là xu hướng của thời đại. Và hầu như là các doanh nghiệp rất là quan tâm. Đặc biệt là bên công ty đặc sản số 1 Tây Ninh của bên em cũng là một cái công ty mới. Mong muốn là mình đang thì phát triển một cái kênh bán hàng mới. Thay vì kênh truyền thống như lúc cũ thì hiện nay thì công ty cũng đang chạy quảng cáo một số phần mềm. Và đặc biệt là mình sử dụng cái thương mại điện tử này để giới thiệu thương hiệu đặc muối và bánh tráng Tây Ninh đến mọi người. Và hiện nay thì để mà nắm bắt kỹ hơn về thương mại điện tử cũng như là hành lang pháp lý về thương mại điện tử hiện nay cho các doanh nghiệp là điều cần thiết. Bởi vì xu hướng thì các chị biết là để nắm rõ hơn về thương mại điện tử và marketing hiện nay thì thương mại điện tử đang là một cái vấn đề nóng hổi để cho các doanh nghiệp, thứ nhất là quảng bá thương hiệu của mình. Cái thứ hai là sử dụng thương mại điện tử để mà xây dựng nhiều cái kênh bán hàng hiệu quả. Cái chi phí nó thấp mà lại hiệu quả lại đem lại rất là lớn cho doanh nghiệp. Và cái buổi tập huấn kỹ năng về sử dụng thương mại điện tử hiện nay đang được tổ chức thì em thấy đây là một cái lớp rất là hiệu quả và mong muốn là sau này thì Sở Công Thương của mình sẽ phối hợp với bên Hội Doanh nhân sẽ tổ chức nhiều hơn những lớp này để cho các doanh nghiệp được tiếp cận nhiều hơn với thương mại điện tử và coi nó như một cái công cụ bán hàng chủ yếu để cho cái xu hướng tương lai và hiện tại. Để thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, cần có những giải pháp. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về thương mại điện tử, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động thương mại điện tử, hoàn thiện các cơ sở hạ tầng thiết yếu và phát triển nguồn nhân lực cho quá trình phát triển thương mại điện tử, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong thương mại điện tử. Đồng thời, cần có sự hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước trong việc đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. Với cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đặc biệt là những cái cam kết trong các cái FTA thế hệ mới á, thì cái cơ hội mở ra cho rất nhiều và không ai bị ràng buộc hết. Kinh doanh xuyên biên giới và không bị giới hạn bởi thời gian. Như vậy thì cái cơ hội rất nhiều, nhưng mà ở cái tầm đến thời điểm này thì cũng có một sự tịnh tiến nhất định so với cái thời kỳ trước. Nhưng theo tôi nhận định thì nó còn rất là chậm
và ở mức độ hiệu quả thì nó chưa cao lắm. Và có thể rằng đây có thể là do cái nhận thức, cái cách đầu tư cũng như là cái việc mà là làm sao có những cái giải pháp mang tính chất chuyên môn sâu á, có thể rằng là các doanh nghiệp còn e ngại hay bị những cái rào cản mà họ chưa có vượt qua được để họ tạo ra một cái doanh số đột phá cho chính bản thân doanh nghiệp và từ đó tạo ra những cái thương hiệu quốc gia. Mặc dù còn nhiều thách thức, song các chuyên gia đã nhìn nhận rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển của công nghệ cho phép các doanh nghiệp dễ dàng bán hàng trực tuyến ở nhiều nước trên thế giới. Thị trường tiêu thụ sản phẩm vì vậy sẽ được mở rộng. Cơ hội để người tiêu dùng biết đến sản phẩm của doanh nghiệp cũng sẽ cao hơn thông qua hoạt động thương mại điện tử. Thương mại điện tử tại Việt Nam đang là một mảnh đất tiềm năng cho các doanh nghiệp trong nước, trong đó có cả các doanh nghiệp khởi nghiệp. Quý vị thân mến, chương trình Hành trình phát triển đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.